Mình là Thanh Mai, chủ tịch của công ty Vinain. Kỳ này Mai và các chuyên gia thế giới chủ yếu là châu Âu, Đức, Đan Mạch và Úc về Việt Nam để tham dự chương trình Elite Audit Circuit lần thứ 2 tại Việt Nam. Chương trình kỳ này rất là mong các chuyên gia thế giới và các nghệ nhân Việt Nam cùng nhau hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đoàn kết. Mong cho chương trình thành công tốt đẹp. Xin chào.